kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây chính là cái hồ Marina Châu Pha nhá. Còn đây là núi Dinh này. Đó. Chỗ này người ta hay câu, người ta đang câu cá đây này. Đấy. Xung quanh cái hồ Marina này thì chúng tôi đang có vài cái lô đất đang chào bán quý vị nhá. Thì trong cái video này tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái lô đất ở đây. Đây, một lô đất đây. Làm trên cái mặt tiền đường nhựa này. Đấy, cái đường nhựa này á, là rẽ tay trái, dạo cái rẽ tay phải đây là đi ra đường Bà Rịa Châu Pha. Từ đây cách Ủy ban Nhân dân rồi cách trường học các thứ là khoảng hơn cây số quý vị nhé. Còn đi về thành phố Bà Rịa thì khoảng 10 phút, đó, rất gần. Thì ở đây thì tập trung rất nhiều các cái công ty, các cái xí nghiệp, nhà máy ở đây. Đây là mà khu dân cư. Cái đường này người ta sẽ mở rộng thêm này, mở rộng có khi tới 20 mét đấy. Đây cái vạch lộ giới này à, lấy vào từ chỗ này đến đấy sẽ khoảng 2 mét nữa. Còn bản thân hiện hữu nó đã to như này rồi quý vị này à, rất là to. Thì đây là một khu dân cư quý vị ạ. Khu dân cư thì giới thiệu quý vị ở đây, một lô đất ở đây nằm trên mặt tiền đường nhựa này, nhìn trực diện xuống hồ Châu Pha luôn, hồ Marina luôn. Đây hồ đây quý vị này. Thì cái lô đất này á, có diện tích là chiều ngang 10 nhân với lại 57 quý vị nhé. Đây à, giáp ranh giữa cái tường đó cho đến cái bức tường này đến đây là ngang 10 mét, nhưng mà thực tế nó là 11 mét quý vị nhé. Trên giấy tờ thì nó là 10 mét thôi, 10 sâu 57, trong đó có 60 mét đất ở và giá đang chào bán bây giờ là 2,5 tỷ quý vị nhé, 2,5 tỷ đó. Nhìn trực diện xuống hồ luôn. Đây tôi đứng lên trên cái đống này, xong rồi tôi quay ra đây cho quý vị thấy này. Đó. Đây ngắm hồ luôn. Rất là đẹp, hồ này đẹp tuyệt vời. Đó. Vì chỗ này người ta làm cái khu du lịch mà. Đấy, câu cá các thứ này, câu cá suốt ngày đêm luôn. Và từ chỗ này mình đi Bà Rịa, đi thành phố Vũng Tàu cũng gần. Từ đây thì cách thành phố Vũng Tàu khoảng cỡ 80 cây. Cách thành phố Bà Rịa 5 cây thôi. Rất là gần. Đó thì quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.